Có cô gái chạm tay vào ngôi vị quán quân âm nhạc, ước mơ trở thành một nghệ sĩ thực thụ nay có thể thành hiện thực. Trong giây phút ấy, cô nhớ về quê nhà, nơi có những câu hát ru hời của ngoại và mẹ, nơi có dòng sông uốn lượn quanh luôn che chở và vỗ về khi cô trở về. Dù cô có là ai đi chăng nữa thì trong cô vẫn luôn là cô gái xứ Quảng với rất nhiều ân tình. Để kể lại những câu chuyện của đời mình, về những gì anh đã đi qua, trải nghiệm và chứng kiến. Với anh, âm nhạc và tình thân là lẽ sống. Chính vì vậy mà tiểu tình trong anh luôn luôn có sự thấu hiểu và bao dung. Ngày qua ngày gió hết ga vì em hững hờ, dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ một mai được ra chung đó. Tôi cũng tin rằng gặp được nhau là do ơn trên sắp đặt. Nhưng ở được với nhau hay không là do lựa chọn của hai người. Để vượt qua được những giông bão, những thử thách của cuộc đời thì cần lắm sự bao dung và an yên tĩnh lặng trong tâm hồn. Tôi cũng tin rằng nếu chưa từng có những ngày mưa, sẽ không biết trân trọng những ngày trời rực nắng. Nên dù buồn hay vui, dù giông tố hay bình yên, xin cũng trân trọng nhau như những ngày đầu. Ở thời điểm muốn dừng lại, xin cùng tĩnh tâm tự hỏi vì sao ta đến với nhau. Khi đó có lẽ chúng ta mới có được đáp án chính xác nhất cho mình. Anh đã gặp mình.